Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới Dior Sauvage. Chào anh Hoa đến từ nhà Dior. Khi mà mới ra mắt nó đã gây ra rất nhiều những ý kiến trái chiều nhau. Có những người khen và có những người chê. Các bạn chê thì cho rằng đây là một mùi hương có thể gọi là hơi bình thường, không xứng đáng lắm với nhà Dior. Còn những người khen tất nhiên rồi, thì họ thấy thích thì họ khen. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta không thể phủ nhận được rằng khi mà nhắc đến một cái mùi hương, cái thứ nhất đó là gây ấn tượng mạnh đối với các chị em. Đại khái khi mà chúng ta xịt, chúng ta luôn muốn các chị em cảm thấy nó thu hút. Và cái nữa là khi mà chúng ta đi đến mọi nơi, chúng ta cần một cái mùi hương ít nhiều nó có thể giúp cho chúng ta có những cái điểm cộng nho nhỏ để mà làm sao mọi người cảm thấy dễ gần hơn. Thì Dior Sauvage luôn luôn là một trong những cái chai nước hoa nằm trong những cái list gợi ý đó. Thì đã gọi là một cái mùi hương quốc dân thì chúng ta không thể tránh được cái việc mà ông A này dùng, ông B này dùng, ông C này dùng, tất cả ông D này dùng nữa. Đấy là cái điều chúng ta không thể tránh được. Trong video này mình sẽ gợi ý lên cho các anh em 5 mùi hương ít nhiều nó có những cái công năng, những công hiệu tương tự như Dior Sauvage và chúng ta có thể mua để thay thế sử dụng sản phẩm của nhà Dior. Và tất nhiên rồi, ít nhiều nó có thể giúp chúng ta cái gì đấy khi mà ra mắt, khi mà gặp gỡ mọi người. Ok. Và nếu như các bạn có lần đầu xem channel của mình thì mình rất hy vọng mọi người bấm like và subscribe để chúng ta có thể có cơ hội được gặp lại nhau nhiều hơn nữa. Đó. Còn bây giờ mình anh em hãy ngồi thư giãn và xem video của mình nhé. Ok. Lên đường. Ok các anh em, chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đây đó là một sản phẩm của nhà Maison Margiela và nó có tên Replica Jar Club. Đây không thể gọi là một mùi hương xuất sắc, nếu như để mà thẳng thắn có một cái đánh giá thì nó chỉ ở mức khá và tiệm cận mức tốt nếu như các anh em nào cảm thấy là dễ dãi trong việc đánh giá mùi hương. Thế nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng với một cái tông mùi ngọt, hơi ngậy một chút và rất là đa dụng, chúng ta có thể sử dụng được trong tất cả các mặt trận, tham gia được mọi trận chiến đó. Thì không thể phủ nhận được rằng Jar Club rất là dễ ghi điểm khi mà tiếp xúc với mọi người đó. Và mình nghĩ rằng với cái gu mùi của các chị em Việt Nam chúng ta, thông thường thì các cái xu thế các chị em luôn luôn ưa thích một cái tông mùi ngọt vừa đủ đó, đừng quá đậm, đừng quá hắc, mà các chị em Việt Nam thường có một cái xu hướng thích một cái tông mùi ngọt nhẹ, nịnh mũi và vừa đủ, thì nó luôn luôn là cái điểm 10/10. Thì mình nghĩ rằng Maison Margiela Jar Club nó đáp ứng được những cái tiêu chí như thế, và nhất là vào cái thời điểm bây giờ đang là đông rồi đó, cái thời điểm mà thời tiết nó rất là hơi không thể gọi là rất lạnh mà bắt đầu cũng là lạnh, thì cái một cái tông mùi ngọt chúng ta xịt và chúng ta đi gặp gỡ mọi người thì nó sẽ giúp cho chúng ta ghi được những cái điểm cộng. Do vậy, chai nước hoa đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, nếu như chúng ta muốn tìm một cái sản phẩm thay thế Dior Sauvage, đó là Maison Margiela Jar Club, hay mà chúng ta thường hay gọi là Replica Jar Club. Ok. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Azzaro, và mình vừa mới làm video riêng về em bé này, đó là Wanted by Night, một khẩu rulo thần thánh đến từ nhà Azzaro. Khác với phiên bản đầu đó là Azzaro Wanted với cái tông mùi có thể mình đánh giá rất là tệ, với một cái mùi hương của gừng, của hóa học, của rất là nồng, rất là khó chịu. Nhưng ở phiên bản này thì nó lại hoàn toàn khác. Nó đã làm sâu lắng mùi hương đi rất là nhiều. Mình cho rằng đây là một, nếu như có một cái bảng xếp hạng đi, thì phiên bản flanker xuất sắc thì Azzaro Wanted by Night xứng đáng có trong cái list đó. Rất là đa dụng, rất là đa dụng, cũng giống như Jar Club, chai nước hoa này cũng rất là đa dụng, và mình nghĩ rằng nó cũng giúp cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn khi mà xịt mùi hương này để đi đến gặp gỡ mọi người, bởi vì mình tin rằng sẽ rất ít người chê bai mùi hương này khi mà ngửi. Do vậy, nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương thay thế cho Dior thì Azzaro Wanted by Night là cái sản phẩm mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Ở vị trí số 3 đó là một sản phẩm của nhà DZ và nó có tên Fuel of Life. Đây là một chai nước hoa mình thích
nhất của nhà DG cho đến thời điểm hiện tại. Bởi vì mình chưa ngửi hết nhà nước hoa này cho nên là mình chỉ nói đến thời điểm hiện tại mà thôi. Với cái tông mùi đặc trưng của quả mâm xôi, chai nước hoa này khi mà mới đầu xịt thì thường là nó sẽ nhận được những cái phản hồi mình nghĩ rằng sẽ là tiêu cực. Bởi vì với cái tông mùi của quả mâm xôi, nó không bao giờ dễ dàng cho những ai ngửi lần đầu tiên. Rất là mạnh, rất là nồng và rất là ngái. Đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng chai nước hoa này không phải là gu của mình. Thế nhưng nếu như chúng ta kiên trì đợi cái dry down mùi xuống của nó thì chúng ta sẽ biết rằng cuộc đời này vẫn tươi đẹp là bao. Mình khi mà mình xịt chai nước hoa này, mình luôn luôn, không phải là luôn luôn, thế nhưng nếu như mỗi lần nào mình xịt sản phẩm này thì mình sẽ luôn luôn có những câu hỏi hôm nay hẹn hò với em nào à. Bởi vì với cái tông mùi rất rất là gợi đòn. Đó, rất rất là gợi đòn, có thể gọi là sexy. Sexy và cái hiệu năng mùi của nó thì 10 trên 10. Chúng ta đã có một cái mùi hương thay thế có thể gọi là rất là tốt của sản phẩm nhà Dior. Như vậy, ở vị trí số 3, chai nước hoa của nhà DG, Fuel for Life. Đó. Ở vị số 2, đó là bộ đôi sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent. Và hai chai nước hoa này có tên Landed the Lome Le Intense và Landed the Lome Eau de Parfum. Ở đây thì mình chỉ cần xôi ra một chai thôi. Đó. So với phiên bản gốc của nó, đó là Landed the Lome Eau de Toilette, thì nói về mùi hương, thật khó có thể coi hai phiên bản này xuất sắc hơn. Nhưng về hiệu năng mùi của nó thì mình thấy rằng nó tốt hơn rất là nhiều, ít nhất là trên da của mình. Nếu như ở phiên bản gốc nó là một cái sự kết hợp giữa hoa oải hương của cây nồng nhẹ của bạch đậu khấu, thì ở phiên bản Le Intense này nó thay đổi bằng hoa diên vĩ và một chút ngọt của đậu tương ca. Và ở phiên bản Eau de Parfum thì nó thêm cái tông gỗ dày dặn hơn so với phiên bản gốc đó. Thì để nói về mùi hương, phải nói thật rằng cá nhân mình thì mình vẫn thích phiên bản EDT. Nhưng về hiệu năng của mùi, nhất là so với đề nghị hiện tại về rượu reform mùi, thì mình thấy rằng Le Intense và Eau de Parfum tốt hơn rất là nhiều so với phiên bản EDT, ít nhất là trên da của mình. Về mùi, về cái tinh thần mùi hương thì mình vẫn thấy rằng nó vẫn có một cái sợi dây mỏng manh mờ này liên kết giữa Le Intense EDP và với phiên bản EDT đời đầu tiên. Do vậy, có điều đó có nghĩa rằng khi mà chúng ta xịt mùi hương này, chúng ta sẽ có một cái gì đấy, nó thế nào nhỉ, một chút của người đàn ông, nó vẫn có một cái gì đấy nó lịch thiệp, thế nhưng nó vẫn có một cái gì đấy nó rất là cởi mở, một cái gì đấy nó thu hút rất nhẹ nhàng đối với các chị em đó. Thì mình nghĩ rằng khi mà chúng ta xịt những mùi hương dạng kiểu như Landed the Lome, dù có ở một phiên bản nào, thì cái phản ứng của các chị em, nhất là xài vào những ngày lạnh này, nó rất là tốt. Các anh em có thể tham khảo cái video mình làm về chai Eau de Parfum, mình sẽ để link ở đây để các anh em tham khảo. Thì chúng ta có thể thấy rằng cái phản ứng của các chị em, dù nó có là cái phiên bản nào đi chăng nữa, thì vẫn rất là được các chị em chuộng mũi. Do vậy, nếu như để mà list ra một cái sản phẩm nào để có thể thay thế được Dior, thì bộ đôi sản phẩm của nhà Yves Saint Laurent, London Lone, Le Intense và Eau de Parfum, mình sẽ vẫn giới thiệu lên cho các anh em. Đó, ở vị trí số 2. Còn cuối cùng, ở vị trí số 1, chai nước hoa nào mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đối với cá nhân mình, đó là Mancera Citrus Boys. Có thể là có nhiều ý kiến cho rằng anh em cho rằng mùi hương này nó hóa học, mùi hương này nó hơi gắt, nó hơi nồng, bla bla bla, vân vân vân. Nhưng và nói thật là nếu như chúng ta xịt chai nước hoa này vào những ngày lạnh và chúng ta đi đến những chỗ đông người, có thể là đi chơi, đi tụ tập hoặc một cái gì đấy, mùi hương của Citrus Boys nó vẫn rất là ghi điểm. Các anh em đừng phủ nhận cái điều đấy, phải nói thật là như thế. Chúng ta có thể không thích gắt hay như nào đấy, nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng khi mọi người ngửi, mọi người khen ngợi rất là nhiều về mùi hương của chai nước hoa này, một hoặc hai shot là đủ, không cần quá nhiều. Hiệu năng của mùi rất là tốt đó. Thì chúng ta muốn tìm một cái sự thay thế khả dĩ so với Dior Sauvage thì Mancera Citrus Boys mình muốn giới thiệu cho anh em đó. Thì vừa xong trong video này, mình vừa giới thiệu cho anh em 5 sản phẩm có thể nào ít nhiều thay thế được với Dior Sauvage đó. Mình rất hy vọng rằng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ anh em mình tạm thời bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video mới. Ok.